Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, thầy cho con hỏi một vấn đề như sau. Con có anh rể, mẹ vừa mất, vừa qua 100 ngày rồi. Anh đêm nằm ngủ, anh toàn mê linh tinh. Con nói với anh ấy là phải tụng kinh Địa Tạng đi, nhưng anh chưa hiểu gì về kinh Địa Tạng cả. Hôm con nói với anh là sáng ra anh thắp hương rồi niệm chú Đại Bi ít nhất 3 biến trên ngày. Anh cũng niệm, thì đêm anh ngủ, anh lại mê thấy một ông thấp mặc áo đỏ như một quan nào đó. Ông hất tung ban thờ về một góc nhà. Anh sợ quá, thì con nói thôi không niệm nữa, để con hỏi thầy xem như nào, rồi anh làm theo thầy. Con cầu mong thầy chỉ bảo giúp để anh con làm theo thầy. Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe. Con chào thầy. À, Phật tử này á, nên khuyên anh thì tạm thời thì thôi chưa tụng chú Đại Bi, mà nhất tâm tụng kinh niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng hoặc danh hiệu Đức Phật A Di Đà tốt nhất trong giai đoạn này. Nên niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng khoảng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày đó. Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và phóng sinh nữa. Phóng sinh tu phúc làm việc thiện. Thì đặc biệt là phóng sinh và tụng kinh Địa Tạng. Nếu trong 21 ngày hoặc 49 ngày, 100 ngày tiếp theo mà ăn chay trường được thì tốt nhất. Không thì một ngày ăn chay là hai, một tháng ăn chay là hai ngày, mùng 1 và ngày rằm. Hoặc ăn chay lên 6 ngày hoặc ăn chay 10 ngày như trong kinh Địa Tạng đã nói đó. Những ngày đó các vị tra ra mà ăn chay. Trong khi tụng kinh Địa Tạng thì không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Nhớ hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây không ăn. Không ăn. Vì ăn những cái thứ đó nó tanh hôi. Và khi tụng kinh cái kết quả nó không được là như mong muốn. Cho nên muốn tụng kinh hồi hướng nhất tâm, chúng ta cứ y kinh, y Phật. Y kinh, y Phật, y luật sở chế đó. Tức là kinh luật Đức Phật đã dạy và đã chế định như thế nào, chúng ta cứ như thế mà làm, chắc chắn sẽ được lợi ích. Vì trong kinh Địa Tạng Phật dạy không ăn ngũ tân, hành hạ tỏi kiệu và hành tây mà. Thì chúng ta không ăn, khi chúng ta tụng kinh muốn được nhất tâm, muốn được hồi hướng cho được viên mãn công đức, thì chúng ta cứ như lời kinh Phật dạy mà chúng ta làm, thì công đức vô lượng. Làm như vậy thì hồi hướng cho mẹ thì chắc chắn sẽ tốt. Thậm chí là có thể hôm trước mơ thấy vị quan áo đỏ đến đẩy bàn thờ về một góc. Có khi tụng kinh 21 ngày xong lại thấy một vị quan gì, một vị quan áo đỏ, hay vị quan áo xanh, hoặc vị quan áo trắng, hoặc vị quan áo tím, hoặc vị quan áo gì, áo đen nó đến rồi, đến để dựng bàn thờ lên, và còn thậm chí là còn gì, còn lễ lạy vị nữa. Thế cứ làm đi, có thể các vị sẽ đến để sám hối. Đến để sám hối, đến để lễ Phật đấy. Cứ nhất tâm làm đi, có thể là được đấy. Mà nếu không, các vị không đến thì đem công đức đó để hồi hướng cho mẹ mình á, thì mẹ mình cũng sớm được thì thoát ba đường ác đạo, sớm được sinh về cảnh lành, thậm chí sinh nhân thiên. Thậm chí là có duyên, đủ duyên có thể vãng sinh cõi Phật nữa, A Di Đà Phật.